Vâng. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Buổi sáng ngày 6 tháng 8 năm 2023. Trân trọng mời mọi người tham quan một đám cưới ở ấp chợ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho tới ngày đầu bạc đầu, kia thắm mái bên dàn trầu lễ vu quỳ. Vậy là ông mua cho thằng cho đội á, cháu đi tồn á, cái nhà cho bá đây nè, nhà lòng này đúng không, đây đây này, cái đường này chạy ra thì là đường này đi. Một đám cưới ở ấp chợ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Dạ. Nên giải một cái hàng thảm vào đây. Để coi như thế là nghênh đón. Đây là bên bên hậu cần đang chuẩn bị và như thế là tiệc để đãi khách. Bàn ở đây là mỗi một bàn là 10 người. Nước có bọt đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Thì cái khung dạp này mỗi nơi nó mỗi khác. Mình đang ở cái đám cưới này là đang ở coi như là ấp chợ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Đấy, đấy. Bây giờ lên trên này đã xem này, sân khấu ở trên này. Đây, của âm thanh. Đấy, lúc nữa coi như thế là ở trên này là sân khấu nhá, nhá này nọ. Đấy, lễ vu quy này. Thùy Phương và Quốc Toàn. Đây, lên này nhìn rõ. Nhà này của nó cũng được đấy nhé. Dạ. Nhà nó anh của nó cũng được. Vâng. Quá trời bạn này, nhà nhà trai sang cái thứ đó. Thế nãy anh bảo nhà trai 20 mâm cậu. Vâng. Thế xong là mấy hôm nữa thì mới lại tổ chức ở bên đấy. Đấy. Thì vâng, thì mấy hôm nữa thì nhà gái lại có bao nhiêu bàn thì lại sang bên đấy. Đấy, nhưng mà hôm nay là không chưa trước dâu. Hôm nay là tổ chức thôi. Vâng vâng, đấy. Dâu là phải lại còn sau. Thì nhà tới. Đấy. Như ở mình là hôm nay là rước dâu luôn. Vâng. Hôm nay nó quay ngày. Vâng. Qua nó tính tới 27. Đi chơi rồi. Bên hậu cần này. Tại bên chỗ. Ra đến đây là đã chuẩn bị quay một vòng khung cảnh coi như thế là đám cưới ở ấp chợ xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trước khi dừng video thì đương nhiên là có lời chúc đôi uyên ương trăm năm hạnh phúc. Cho các bạn này dẹp luôn, nó nghỉ luôn, còn cái hai thằng nó thôi bắt đầu ngồi hồi tới ra mà.
Một lần nữa trước khi dừng video, gửi lời chúc đôi duyên đường trăm năm hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn mọi người đã xem video. Chào thân ái. Xin chào.